Ngay giây phút này đây, mẹ chồng của Trinh khờ bỗng nhiên khóc đến lạ thường, vì hai đứa con nó báo quá. Làm đủ thứ trò, cô khóc đến trời mưa luôn. Trời, bảy khóc luôn rồi cả nhà ơi. Không biết là cái vụ gì nữa, không biết nhiên bảy khóc cả này nữa nè. Nói chung là tôi chịu đó, mang xôi chịu giúp luôn. Thật cha của mẹ, mẹ cứ là cha, cứ có bình an mà ông bà. Mày gọi đậm lại cho mày đậm lại kiện ra mày. Không ai hiểu được lòng tôi hết trơn đó mẹ. Là cái sự việc nó như thế nào bảy, mà bảy cảm xúc với bảy? Bảy bữa nay mình chia sẻ hết đi. Tiền ăn, tiền uống, tiền gạo, tiền tóc, tiền cà phê, cà pháo mình lo cho nó hết trơn. Còn đốt nhà, đốt cửa nữa. Tôi bệnh hôm đó, nay chưa có ai biết tôi bệnh đâu. Chưa hôm tôi đắp hai ba cái bàn, chưa ai biết tôi đắp đâu. Tôi biết chừng, chừng là tôi nằm dưới he. Tôi mới biết vất vả thôi, giờ còn đi được mà. Giờ còn lao động được. Tôi đừng không có cháu, tôi đi mất tiêu rồi. Có đứa cháu tôi ở đây, tôi đi mất tiêu rồi. Đâu khóc vậy bảy? Chịu không quên, chứ sao? Tao kể nghe coi. Mới gặp được bảy nè. Không gì nữa, cháu tôi mới ở đây. Ông ấy cho hơn cháu tôi. Đi ra ai cũng khen chơi bảy ơi mà nuôi nó đi. Cắm đầu nuôi cháu. Thôi đừng bỏ nó nghe, để hai đứa bồ lăn bồ lóc tội nghiệp cho nó. Nuôi nó bây giờ đòi đốt nhà đóng cửa tôi. Bán đồ ăn thật nó thừa cho tôi cũng chơi nó vậy. À, ai đổ thừa? Ai à? Lại nói gì Trinh luôn hay gì? Có Trinh không? Làm lại không à? Mai đòi mồi lửa nhà bảy. Hả? Ai đòi đốt? Lại. Lại hả? Xin tiền không cho đòi đốt. Anh Hào. Giờ hả? Còn tiền nữa nữa, xe cộ mất hết rồi. Còn tiền nữa mà không đốt. Một lần lại xin tiền bảy cái gì? Vì cháu tôi ở đây thôi, tôi đi mất tiêu rồi, cho nó chịu nó đi. Rồi nó không suy nghĩ là nó làm như vậy rồi nó cái cháu không dặn còn người ta nữa đâu. Đạt là tính ra là lợi nó tiện đi không hả, chứ mình có trong đó không vậy? Hả? Tức là ba cái đồ đạt á là lợi nó tiện đi là bảy có trong đó không? Không, tôi có biết gì trời đất gì cho tiền cho tôi đâu.
Tụi tôi làm tôi ăn, còn xin tiền tôi ngưỡng tôi nữa. Khi nào tôi cho tiền tôi để cái gì? Cha mẹ tôi chưa khóc cái hỏi này nữa thiệt. Bữa nay là gì đứa con phải khóc ở chỗ đó ha. Này bảy xúc động luôn rồi. Con giàu trong đó không phải chuyến qua bảy ra lại không? Thầy đó sống rồi biết đâu. Nó chồng con mình thì mình nói con mình đi. Không dám nói động ai hết trơn á. Rồi bây giờ bỏ qua đó đi. Con hỏi nè, cái xe nãy đâu rồi bảy? Hôm giờ tôi bị bóc. Nên thế thì nè, ông nói tôi chạy xe rồi à. Không phải ông nói, tôi thấy ông chạy xe chở xe bằng pha bao giao cà phê cho người ta à. Rồi ông thấy hai ba bao rồi à, tôi sợ, mình cũng sợ đi. Tôi coi cỡ ông già cả rồi bảy chục rồi, để cho ông đi, chừng nào mình cần thì mình lấy lợ. À, tức là cho mượn hả bảy? Ừ, cho bán nhưng mà cần lấy lợ. À, đâu cần lấy lợ ta? Ừ, nó như dễ dãi á. Vậy đó hả? Kêu gửi. Kêu gửi ha. Rồi nói thẳng luôn, tôi không có dốc láo đâu. Sao là ổng bảy hứa là... Rồi bệnh đúng rồi, tôi đó mà đúng rồi. Tình trạng mà lợi thằng lợi nè, nó bán đồ nữa, sao bây giờ là bán hết trơn hết trơn luôn. Bảy người lớn thì mình phải có trách nhiệm mà mình quản lý con mình chứ đâu có để gì được. Tôi bán chiếc xe là có ngày để tôi đi ra đi thì bỏ nhà này. Tôi không bao giờ tôi ở đây nữa. Tại mất cỡ với chú đồng mạng lắm rồi. Tôi phải đi à, thấy đồng đi với chú không gặp tôi đâu. Ừ, tại vì nói chung á là đàn hổm là bảy cũng là tôi hứa với chú rồi. Số điều. Đó, nhưng hôm nay là nghe bảy chia sẻ là cũng như là có một cái số vấn đề kỹ thuật về sức khỏe nên là bảy cũng như là tạm gửi cũng như bán. Mà không biết sau này là có lấy lại được hay không thì không biết. Sao mua 4 triệu rưỡi mà bán có 1 triệu rưỡi hả? Mua 4 triệu à. 4 triệu mà bán 1 triệu à, 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi nha, mình dần cọc để đó vậy đó. À. Mình có thiếu tiền dài không mà mình để mình bán 1 triệu đó. Không. Rồi con nói thật sự mà ra nói với bảy thật sự mà nói một câu á thì con sợ gia đình bảy luôn á. Không, không ông Sáu này tới bên nè, à, quen. Quen hả? Ừ, tới bên nè. Bây giờ ví dụ như bảy bán gì, bảy có suy nghĩ là đồ nó của mình luôn không? Nhưng mà cũng suy nghĩ lắm. Mà có cái gì nè, bữa đó tôi hơn à. Bệnh tưởng không có chiếc xe là bữa tôi đi luôn rồi. Là khi mà lại nó... Hồi đầu trưa giờ không, bây giờ khóc với chú thiệt. Bây giờ tôi khóc với chú thế nào rồi. Khóc vì hai đứa con ha. Vì khóc ba đứa luôn nha. Hả bảy? Bây giờ đứa cháu tôi giữ đi khóc. Trời ơi. Khóc cháu khóc bầu luôn ha. Mà cháu thấy nó hiền khô có gì đâu khóc. Hả bảy? Lo như đó được, lo tới thằng lớn nữa. Nghe qua tôi con lại bảy đi đâu mà sao đi lấy số chú. Nghe qua là bảy đi lấy số ha. Coi giữ số vốn thì đi lấy số bán chứ không có giữ vốn. Hết số vốn này ai lấy thiếu cho mình. Rồi vốn là không còn đưa cho bảy bán đâu mà sao bây giờ bảy la bảy hết vốn rồi. Ăn uống mình gọi đi nọ nó giúp nghĩa tôi hết chứ. Từ xưa giờ nó thiện chú hả? Tôi khổ từ xưa giờ, từ khổ dữ lắm. Thôi bữa từ nay là có... bảy có cái gì đó bảy chia sẻ hết đi. Bảy nói hết bữa nay đi. Sao sao đó. Thế mà... Chừng nào đi khỏi nhà này tôi mới nói được. Hết lời. Rồi chừng nào bảy đi nè, biết tụi con nữa gì liên hệ tụi con nghe tụi con ra. Không nhắn bảy tiếp nha. Chừng nào bảy đi. Dự định khi nào không? Chứ giờ tình trạng này đòi đốt luôn rồi. Rồi còn cũng như cái nhà là thấy hiện tại cũng như không rồi đó. Rồi hôm nay nè, kia lợi này kia nó bán hết đồ rồi. Chừng nào nó dở tôn bán bảy. Nó đợi đốt nhà, đợi dở tôn, đợi dở tôn bán nữa. Nào. Tôi ngủ đi.
Tôi ở nhà có ngày, tôi ở nhà có ngày nào mà tôi ở đây cái thằng này đâu. Lấy xe, cầm xe. Làm gì? Lấy xe tôi đẳng lên chị. Còn bữa nay cảm xúc của bảy quá trời nhiều nha cả nhà. Từ xưa giờ cũng khó cha mẹ tôi chưa chán thì chưa khóc cỡ này nó thiệt luôn. Hổm ra hổm dài này kia chắc ba bảy này kia thấy Lợi với Trinh vậy bảy chắc cũng nóng lắm á bảy. Thôi bà từ đây đi, tôi đi bỏ nhà hoài, tôi đâu có ở nhà đâu. Mà con nghĩ một điều đó là Mạnh Thường Quân thương bảy chứ. Chú không, Mạnh chú nói thiệt, chú Mạnh Thường Quân nhớ mấy chú thương tôi thiệt. Tôi rất cảm ơn lắm, không lẽ giờ mà tôi giúp được gì là tôi cảm ơn nhiều lắm. Sao mà mình đẩy chiếc xe trái cây mà đẩy luôn vậy? Bác thứ dĩ bạn biết sao giờ. Mà lúc trước cái giờ Mạnh Thường Quân là cũng giúp cho bảy này kia là tiền vốn nè, rồi tiền nó ăn. Nó gục kĩa tôi hết trơn tiền ai luôn. Ai gục bảy? Trong cây trong... Hai đứa đó chứ ai? Hả? Nửa đêm ngủ giật giò giật cẳng. Gì vậy? Nửa đêm luôn hả? Chưa biết đâu chú ơi. Là nửa đêm nó làm cái gì nè? Bảy kể rõ đi. Mà có biết thì trong cửa làm sao tôi biết? Ý là tự nhiên nó xin tiền nó hơi sáng cà phê mà 500-700 không á. Trời uống cà phê lần 200-300 500-700 hả? Trời uống nữa. Giận lẽ chữ lộn nữa đi cho sớm viền chữ gì. Trời ơi, chắc nó mua cà phê ấy uống chứ nó phê luôn chứ cà phê ngon á. Ừ, cà phê sữa đá rồi, cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá rồi. Ừ. Bởi vì nó mới mắc vậy. Sữa đá này cũng vàng giống. Có gì không bảy bịch khẩu trang như vậy? Khóc sâu quắc nữa hả? Thanh thản tiền đủ. Con cây ăn mà. Này bảy khóc luôn vậy. Ừ. Bây giờ không có thấy nước mắt nhiều ha. Khóc kêu luôn bảy ơi. Trời mưa luôn. Khổ chứ còn cái hả bảy? Rồi bảy là dự định chừng nào đi nè? Tôi chưa biết nữa. Nhắm hướng đâu, chưa biết hướng nào nữa. Rồi hôm gài có ăn cơm ở nhà không? Không. Về thăm cháu cái rồi đó hả? Để cái gạo để nhà đó mà. Giờ nó ăn gì đó ăn đi rồi. À. Mua đồ ăn nữa, sáng mua mấy chục ngàn cá linh gì đó rồi để đó nó kho rồi đó ăn gì đó ăn đi. Rồi tôi đi rồi. Hôm giờ tôi có ăn cơm nhà đâu. Bình thường ngày con thấy bảy đi không có bịch khẩu trang, sao ngày hôm nay làm gì mình đi bịch khẩu trang dữ vậy? Giờ bụi hả? Mất cỡ. Trời mở ra đi cho đẹp bảy ơi. Trời có gì đâu xấu mà. Chứ là sao mà kỳ này đâu đâu tiễn sạch muốn hết luôn rồi còn gì nữa. Này mà hết luôn còn đâu nữa, chỉ còn nói chung là thấy là dắt nhà rồi với cái là phong rồi chắc hôm mốt chắc nó tiễn cái là phong đi luôn quá vậy. Thì sao ông bảy, tại vì lúc trước là bảy có hứa nói rất là mạnh ở trên cộng đồng mạng á, nhưng bây giờ lại là sự việc nó lại xảy ra như vậy á thì cũng mong là bảy sẽ không có lời giải thích. Cái đó được gọi là khi mà đăng lên á, với hiện tại bây giờ gọi là nói được làm được. Mấy bữa rồi tôi hết tiền rồi, mấy đứa này rút ghĩa tôi hết tiền rồi. Ở xóm này nói sao bữa nay bà nói chuyện kỳ cục kỳ tiếng kỳ cục kỳ, tôi nói tôi bệnh em dài bà không hay hả? Bà Út ở đây bà không biết nữa. Nói tại tôi thôi, không giờ tôi thử ra rồi tôi... Còn tiền bạc gì không, nó hết tiền rồi. Nói không tiền thì bà để bà cái gì. Rồi tôi mới thấy vậy rồi nói, còn cái xe làm luôn. Còn xe làm luôn hả? Còn xe làm luôn hả mày? Vậy là còn xe làm luôn hả mày? Ngọt ngào lắm hả mày? Nó nói về bảy bán chiếc xe đi rồi cây căng đâu? Chắc cũng tiễn luôn hả mày? Ngân dạ. Cây căng chắc tiễn luôn bây giờ. Cây căng bán luôn hả? Rồi xong. Tiễn cái chiếc xe với tiễn cây căng. Vậy là quá rẻ. Xe với căng luôn mà có chịu gửi thì quá rẻ. Dạ đợt hổm con có nói rồi mà đỡ có tiễn cái gì mà giá mà rẻ quá thì điện cho con thu lại để con cho người khác. Chừng nào rồi tới gần biết mày.
Bữa nào chúng đi đi hỏi xứ này giờ nào à? Giờ còn đồ đạc gì nữa đâu, chỉ còn bàn thờ đó rồi đó. Ừ. Có còn nhiều chứ. Ông bà Bảy ơi, cho con hỏi nè, là hôm bữa đó lại nó tiễn hết thứ này tới thứ kia đó, là Bảy có nhà không? Không, tiền bạc rồi đối tôi rồi, tôi không biết gì hết. Của mà nó là của nó, của tôi là của tôi à. Hiện tại là bây giờ là bà con người ta đang... Nếu mà tôi nói gian á, bước ra trời mưa tại chỗ luôn. Tôi thề câu vinh dự. Hiện tại là bây giờ là bà con đang bức xúc cái vấn đề là tại sao mà cái trang thờ mà lại đem tiễn đi luôn á, là lúc đó là Bảy có nhà không Bảy? Có. Của nó là của nó mà, của tôi là của tôi. À, là những cái món đồ đó của ai là người đó bán được hang. Mình là mẹ, mình phải cản lại cái điều đó. Cản không được nữa đâu. Cản không được. Tôi nói thiệt chú được cô, cản không được đâu. Vậy đó hả? Nhất quyết là nó bán là bán ha. Tại vì hôm đó nay á, tôi nói mấy chú rồi, tôi nói là của Trung hay gì. Mấy chú nói là của Trinh không à. Vậy đợt hổm tụi con có nói rõ ràng mà, là mua đồ này về là cả nhà cùng xài chung mà Bảy. Còn Trung ấy là của Trinh á. Nhờ con Trinh mới có được ngày hôm nay. Tức là nhờ Trinh có ngày hôm nay, nhưng mà đồ thì đồ ở trong nhà chung cùng xài chung. Cùng xài chung. Bây giờ nó xài riêng nó đó. Có Bảy ở đó ha. Là bán lúc mấy giờ? Lúc mình nó gỡ cái bàn thờ là lúc mấy giờ? Bảy. Ờ Tư cho tôi xin miếng nước rồi Tư. Bảy. Nó chưa có cao uống miếng. Lúc mà nó gỡ cái bàn thờ là lúc mấy giờ Bảy? Tôi có biết tôi liền, tôi không nhớ ngày với tháng. Vậy hả? Rồi à... Tại vì lúc bán á, thì không biết mấy giờ thiệt. Có tôi nhưng mà không biết mấy giờ, của nó là của nó, có tôi là của tôi. Nè, Bảy. Rồi à... Nói đi tôi khờ cái gì hết trơn. Rồi thằng Lợi nó bán tiếp là cái bàn nằm ở trong cái bếp ga đó. Là bán khi nào Bảy? Hả? À? Cái bàn ở trong bếp ga. Bàn trong bếp ga tôi bán tôi... Không biết luôn hả? Không biết luôn, nghe nó bán chất chiều đó đó. Rồi tôi nghe Bảy có khi nào mình nói... dự định là lại nó sẽ... Ở sớm này luôn. Nó bán luôn cái bàn ngồi trong toilet không? Bán nhỏ người thân, nhỏ nãy con Trinh đó. Bảy có khi nào mà Bảy nghĩ thử coi. Bây giờ như nó cũng bán đồ trong nhà mà chừng nào là nó bán luôn cái bàn ngồi trong toilet Bảy. Cái bàn ngồi á? Nó bán cái bàn ngồi. Ờ ha. Còn cái bàn ngồi nó chưa bán được á. Nói mày nhớ á. Nó chưa gỡ được. Chưa gỡ được. Chắc mai mốt nó cũng tìm cách nó gỡ nó bán luôn á. Không, cái đó dễ mà, lột cái lớp ấy lên cái lắc lắc nhẹ nhẹ là ra rồi. Rồi trong nhà có cái thang chưa? Trong nhà có cái thang không? Thang gì? Còn bắt cái thang leo lên gỡ là phong cũng dễ. Ấy bộ là phong. Ở xóm mình như có người có. Có thang luôn ha. Ừ, sớm dưới có. Chút xíu mình đi mượn giùm. Tại vì người ta mới làm mà. Tại vì người ta mới làm thang á. Để bắt thang lên được. Ừ. Thằng nói luôn. Bảy biết nhà đó không Bảy? Biết luôn. Đi mượn giùm. Chút xíu đi tụi con đi mượn. Sắm dách rồi cũng đâu xa hết trơn. Mình Bảy mượn giùm luôn chứ. Mình mượn cho nó luôn đi, chứ sợ gì nữa. Sắm dách á. Thôi để Bảy đi, Bảy mượn vậy. Mình đem về nè, lại cái cầu thang mượn sẵn rồi nè. Mày bán được bán luôn đi. Chứ mượn cái búa nữa. Búa mà có loại nhổ đinh á, để nhổ này kia gỡ to lên cho nó dễ. Bởi vì nói giỡn cho vui chứ nhà được mạnh quân ta giúp đỡ mà đầy đủ tiền. Đó là mấy chú rồi đó, sốc thiệt, tôi biết. Không muốn. Đâu không chừng nó có thiệt luôn á, gỡ được nó bán luôn á. Rồi có nghe khi nào mà bán luôn nền nhà không Bảy? Mới có đốt rồi chưa đó, bán không được á. Tại bữa con cũng nghe bán được mấy đồ đốt á. Tại bữa con cũng có nghe là cái cuộc trò chuyện của Bảy với lại nó nói là thôi là bà Bảy có nói là thôi mày bán cái nhà luôn đi, là lại nó nói là do là không có sổ, không có sổ nó bán luôn rồi. Cái đoạn đó con có nghe đó. Vậy là đó giờ mọi người hỏi thiệt rồi Bảy, là đó giờ là hai thằng trai á là Lợi nó bán thường hả? Còn thằng Út là nó chỉ nhậu. Không có, nó nhậu mà, nó nhậu chút đỉnh rồi, mưu sĩ nó đã ngồi lắc nói chuyện vui chơi này nọ, giỡn nói chuyện ngọng ngọng gì đó. À. Nó vui lắm, vui vẻ lắm. Không có phá của ha. Không có phá. Nhiều khi nó mặn trên miệng gỡ tôi 500, 300 hoài à. Một cái vấn đề... Út đi thành phố rồi. Làm được không Bảy? Mà không biết làm được không nghe, tôi nói giờ nói... Nó làm với bà chị á, bà chị họ vậy đó, cũng thất nghiệp chứ á.
Thất nghiệp ha. Rồi này nhậu rồi, có thằng anh đi làm hồ, vợ nó cho nó tao túc làm để làm hồ theo vậy đó. Mà không biết làm được không? Thôi kệ, hy vọng đi nó không phá của mà nó chịu mà bớt đế lại, nó chịu làm cũng đó. Bảy nhờ ngốc rồi. Tính ra cái ông kia thì nhậu mà lại không phá, mà trong khi đó cái ông lớn này á thì nhìn ổng cũng nói chung là cũng là tạm ok, mà sao ông phá của dữ vậy? Là từ nhỏ tới lớn là vậy luôn hả bảy? Không có, nó mới đây thôi, gặp nhỏ này là mới đây thôi. Ờ là mới gặp Trinh là mới là xảy ra tình mới trạng. Mới xảy ra tình trạng vậy. Vậy là tại nhỏ này hay gì? Chắc tại đúng rồi. Hả? Nhưng mà tại vì cháu tôi bỏ không được thôi. Mà anh Trinh nó có những vấn đề gì liên quan không? Mà sao? Bà mẹ đâu có nhìn nó đâu. Không, mà cho con hỏi nè, sao bảy con mới nghe bảy nói là tại gặp anh Trinh. Thôi. À, lời nó mới như vậy, là sao con hiểu bảy? Chứ là sao là nó Trinh nó làm sao mà? Trinh nó có những cái gì mà đã ảnh hưởng tới thân lại? Đầu tiên á là như thằng lớn tôi á, lúc mà nó còn á, nó còn ở thế giới này á thì nó nói gì nè, nó đi cũng nhậu vậy mà như kiểu mà đi làm rồi cái đầu bạn bè đi chơi á, làm nó đi qua bên chợ bánh á, nhậu với quán tiệm đó, gặp nhỏ này cũng thứ dữ đó, cái nó mới nói gì nè, anh Tấn ơi, kè hoài như hai đứa rồi tội tí mình không biết. Giờ mấy thằng lớn tôi á, nó mới dắt qua, mới dắt về. Dắt về rồi thấy là ba anh em. Ba anh em thì thằng Út với thằng này, thằng Lợ. Thằng lớn tôi dắt về đó. Rồi tưởng đâu nó ở chung với thằng lớn. Nếu mà nó ở chung với thằng lớn tôi, thằng lớn tôi đâu có mắc đâu. Gặp anh Lợi nó giờ anh thương anh Lợi rồi, thành thử ra thằng anh nó mới nhường cho thằng em. Thằng anh nhường cho thằng em thì thằng anh nó đi miên, đi bỏ xứ trên miên rồi. Vậy bạn nghĩ là thằng anh nó si tình hay gì? Không biết cái gì, nó ăn nhậu nó ghe đó. Đó là cái sự sự cố. Sự cố thôi. Rồi sao nữa mày? Nãy giờ chưa nghe được cái gì mà liên quan đến anh Trinh mà làm mà ảnh hưởng tới lại nè. Ừ, mới nghe bảy nói là tại anh Trinh đó là sao? Ba đứa con tôi không bao giờ, từ xưa giờ không có cái vụ này nha. Nó thiệt chật, không bao giờ có nha, không có cái chuyện gì hết. Hồi xưa nó không nhậu luôn hả? Không có luôn, nhậu nhưng mà chút đỉnh à. Lại kêu khi anh Trinh gì cũng mặn vậy, mặn lắm, kêu mặn lắm. Mà giờ này là nó ở không nhà cũng như là công tử bạc liêu vậy. Ở không ở nhà rồi những thứ dụng thứ cái này bằng gì nổi. Chắc có thể là như là anh Trinh nó đi làm rồi mấy anh kia nó không cần làm nữa, có tiền xài nó có tiền xài rồi làm gì nổi. Cái đó là lỗi anh Trinh ha. Sao lỗi anh Trinh được? Không, lỗi anh Trinh rồi đó, do anh Trinh nó đi làm. Anh Trinh đi làm á, nuôi là lỗi anh Trinh. Đúng rồi, lỗi anh Trinh rồi đó bảy, đúng rồi bảy. Đúng rồi đó bảy. Sao bảy suy nghĩ kỳ vậy? Đúng rồi đó, đúng rồi, do anh Trinh đi làm. Nói chung nha, đứa nào cũng đi làm hết trơn á. Thiệt tình luôn, lỗi anh Trinh này ngộ nghe. Mà cuối cùng á, tôi chữ này nè, tôi nói mà giờ mày đi làm hãy nuôi tiếp cho gia đình, chứ mày không để người ta nuôi mày hoài được. Rồi cũng đâu đi đâu. Có đi đâu. Bởi vậy do anh Trinh này không. Này nghe qua là bảy thì chia sẻ là thấy rồi, lỗi anh Trinh chính xác rồi đó. Thiệt tình nhỏ này nó hư thú là tại chỗ này không. Đó, bởi vậy đi về làm chi, đi nuôi là, nó là do anh Trinh nó làm hoài, nó cái gì nó cũng dành hết trơn. Bởi hành găng lại nó hư làm biết. Làm biết. Phải không phải? Đúng rồi. Do anh Trinh. Bởi vậy con Trinh này cũng không được thiệt luôn. Đi về đi làm chi mà nuôi cho nó sanh tặc này kia. Ngộ thiệt luôn trời. Vậy là thằng này sai, Trinh sai chứ nghe khán giả. Đó, do anh Trinh là anh đi làm này kia, nó về đó nó nuôi lại nó không chịu làm luôn. Rồi luôn. Từ ngày mà gặp con Trinh giờ tới giờ ha, không bằng động tay luôn. Trời ơi. Nhà chỉ nấu cơm nước trong nhà gia đình thôi. Trinh ơi, Trinh thiệt tình luôn, con Trinh ơi, con lỗi dữ lắm rồi. Thôi chứ đi làm hồ á, thằng này đi làm con nhỏ này cũng đi theo không cho làm. Ôi là nhỏ này nó giữ lại rồi. Nó giữ, nó biểu ở nhà đi làm lo cho đó, giờ tới giờ đó. Giờ cái nhà nội trợ luôn đó. Thiệt tình. Trinh này nuôi quá bởi cái gì? Trinh này lỗi quá lớn.
ai mà có vợ như Trinh là có phước đó. Rồi hàng lại mà có phước đâu không thấy giờ hả, tiêu tan hết rồi. Bỏ vậy lỗi Trinh này quá thiệt tình luôn, đi làm Trinh nó nuôi hết trơn bởi vì thằng kia nó sanh tặc. Hóa cái lỗi này là không thể tha thứ được. Bảy sẽ làm, định làm gì đây bảy? Rồi lúc mà ở trong nhà mà những lúc mà thằng Út nó không có đi làm nó cũng ở chung đó, là thằng Trinh nó cũng có lỗi luôn, kiếm tiền về là nó lo luôn ha bảy. Con không có, thằng Út giờ đi làm mà tao không ăn cơm nhà nghe. Không phải, ý như là những lúc mà nó thất nghiệp á. Thất nghiệp mà tôi lo thằng Út tôi. Là bảy lo Út. Trời, tôi còn lo luôn ba đứa luôn nữa. Nó cái lúc nào có tiền thì tôi lo. Còn nấu nào nấu tiền là tôi không lo. Tôi lo nhiều nhất luôn á. Lo nhiều nhất luôn ha. Nó bỏ nó nhà ngay, nó bỏ nhà đi hoài đó. Lẽ bỏ đói giờ con cái thì biết sao giờ. Điện nhiều lúc điện nước này nọ đủ thứ tiền hết trơn, tôi cũng tôi không lúc đầu tắt mặt tối tôi không quá rồi, thành ra mình cũng phải đẩy lần trăm triệu mình đẩy xe đi đó. Bất đắc dĩ hả mày? Bất đắc dĩ thôi thiệt, tôi bỏ ấm xe rồi tôi khóc không dài, tôi bệnh luôn á. Mạnh quân, mạnh quân cơ đó. Thì cả nhà nói chung là vì một cái lý do kỹ thuật là bảy không thể giữ được chiếc xe đẩy nha cả nhà. Bảy chia sẻ rất là tận tình ha. Bảy ho đó cả nhà. Không dài mà. Thôi cảm ơn Bảy nãy giờ đã ngồi chia sẻ những cái lý do mà thắc mắc của tất cả quý cô chú anh chị hôm nay cũng đang thắc mắc nha. Chia sẻ thật lòng. Quá thật lòng luôn. Chia sẻ thật lòng cũng rơi nước mắt cho bà con. Nói thiệt cũng vì con mà nước mắt tôi rơi hoài rồi, nói thiệt. Thôi mình vì con mà sử dụng cho con nó làm như thế nào đó mình cũng phải cam chịu hả bảy? Phải cam chịu sao giờ? Vậy. Đặng dù tôi đi xa đi chăng nữa cũng lo nặng lòng lo con cái bỏ không được. Nó mình biết nó không có biết mình đâu. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ha. Kia làm kia làm gì đâu. Tôi ca bẩn đó được nữa đó. Chị ca đi bảy cho con bài đi cho đoạn đi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Chào khóc luôn mà. Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Rồi dòng sông hay dòng núi hiền thì sao? Tiếng vô bên mẹ dòng sông ai mẹ yêu. Lên gì bé nào? Thương con thao thân bao đêm dài. Nỗi từng đeo leo nỗi con thơ ngày lớn khôn. Rồi con đưa mẹ lên luôn. Hỏi càng hỏi nó chắc đưa lên núi luôn. Rồi bảy uống nước đi, cảm ơn bảy nha. Rồi chào bảy nha. Xin chào.